Điều này chào mấy bác nha. Cái dòng máy AT28 này chạy rất là hỗn máy nha mấy bác nha, nó rất là mạnh. Nó mấy con 36 ly đối với nó là vứt nha mấy bác nha. Dòng này chạy hỗn chiến lắm, nói chung là rất là hỗn, chạy ghê lắm. Rất là trâu bò. Thì đây là một con TG28 đẹp xuất sắc. Đó, mọi người coi cái tem chút xíu còn luôn này. TG28 đẹp nha. Ốc này, tâm này, cần này. Rất là đẹp. TG28 nha. Bình xăng này trắng phau luôn nhá. Bình xăng này trắng tinh luôn. Dây xăng này rin luôn nha. Đây, giảm test lên cho mọi người nghe trong máy. Nó nổ còn từng tiếng luôn. Cái máy rất là chuẩn. Hơi này. Hơi này. Thấy không? Muốn nổ thấy không? Giật nhẹ cái nổ này. Trời. Đấy. Mọi người nghe tiếng máy chưa? Nó rất là hỗn chiến nha. Dòng này chạy đã lắm. Đây là bao bền. Dòng này thì bền cực kỳ luôn. Nếu mọi người yên tâm, bền lắm, chạy sướng. Và nó tiếng của nó là nó rít máy. Mọi người nghe tiếng nó rít này. Coi lại này. Cực kỳ ngon nha. Gatti cho vé lại này. Cho nổ từng tiếng luôn. Đấy, bây giờ tuyệt vời nhá. Bố biết còn trắng tinh luôn này, đẹp chưa? Nguyên rin nha. Con này bao rin từ đầu đến đuôi, chế xăng về vô xăng nổ luôn, thay vú bơm. Đấy. Con này thay đúng một cái vú bơm này là nổ luôn. Đấy. Quá đẹp, đẹp xuất sắc rồi. 1.8 triệu nha, bác ship tận nhà cho mọi người. Rồi ok, cảm ơn mọi người đã coi video nha. TG28 đẹp xuất sắc, 1.8 triệu, giá quá rẻ luôn. Hốt nhanh nha bà con nha. Bên em bán là giá rất là hữu nghị, cạnh tranh để cho nó lên đường, cho nó bớt đi. Chưa đấu nút dây ga, rồi em sẽ đấu nút dây ga rin nó này. Đã chưa? Rất là tuyệt vời, nên là yên tâm, mọi người yên tâm. Đấy. Rồi ok, cảm ơn mọi người đã coi video nha.